Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ giúp các bạn cách tạo chỉnh sửa các nhân vật trong Tom Bomb Studio với chủ đề G3. G3 đây nó giống như là cây thóc. Đấy. Nó giống như là cây thóc animator. Thì mình sẽ đưa ra cho các bạn cái sự so sánh giữa hai phần mềm. Phần mềm thứ nhất là chúng ta đã quen với GraceTalk Animator. Thì trong phần này chúng ta cũng thấy là Tom Bomb Studio là các bạn chưa khám phá ra nó cũng có cái tính năng giống như GraceTalk Animator. Thì chúng ta sẽ xem bài hôm nay, tôi sẽ chỉnh sửa nhân vật trực tiếp trên phần mềm này. Lấy ví dụ thì các bạn chú ý là các bạn mở library, tức là phần thư viện. Các bạn chọn cho tôi phần nền background. Các bạn chọn nhấp chuột phải nhá. Đấy, chúng ta chọn thumbnail. Đó. Ở phần này thì ví dụ như là tôi cho cái thành phố ra. Sau đó các bạn vào chọn character. Character ở phần robot nhá, có tên là robot skeleton. Cái này giống y xì G3 trong trong cái phần mềm GraceTalk. Đấy, GraceTalk Animator. Thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng có các chuyển động y xì như vậy, cả phần mặt bên side, mặt thẳng, lời đằng trước, đằng sau, vân vân. Đấy, side này. Đấy, đằng trước này có đủ nhá. Thế ví dụ như là chúng ta muốn cái phần nhân vật đi bộ mà chúng ta muốn thay thế vào, chúng ta kéo nó vào đây. Đấy. Trong nhân vật đi bộ này đầu tiên chúng ta sửa, sau đó chúng ta sẽ thu nhỏ lại sau. Để sửa nhân vật đi bộ này thì rất nhiều cách, có một cái cách duy nhất mà chúng ta chỉnh sửa tại chỗ. Đấy. Và tôi kéo rộng cái màn hình này ra, phần gọi là phần timeline đấy. Tôi kéo rộng ra, tôi cho cái phần gọi là cái phần city, thành phố, cái nền ở dưới. Thế bây giờ đến phần này thì bây giờ ta làm nào để ta sửa cái nhân vật này. Đấy, nhân vật này cũng là một đoạn giống như là người ta cho vào trong timeline trong đấy, các bạn nhìn thấy nhá, đi rất là mịn này. Sau đó thì ta sẽ thu nhỏ nhân vật lại. Đấy, ngon chưa? Rồi thì tôi sẽ nói để các bạn rõ là ta sẽ cho vào và ta nối như thế nào, thì đấy là việc của chúng ta. Đây, trong phần này các bạn nhấp vào biểu tượng màu xanh ở phần cuối thanh công cụ. Đấy, xanh nhá. Sau đó các bạn bật cho tôi phần drawing view, các bạn bật cho tôi nút này lên. Đấy, các bạn bật cho tôi nút này lên. Trong phần này thì các bạn tắt city đi để chúng ta chỉnh sửa trên đây. Các bạn mở cho tôi, mở cái lớp này ra nhá, nó cho phép chỉnh sửa. Phần trên là xương. Đấy, chúng ta không động vào, chúng ta động vào mỗi cái phần puppet này thôi nhá. Puppet. Đấy, chúng ta động vào đấy. Chúng ta kéo rộng xuống. Kéo rộng xuống. Đấy, chúng ta kéo rộng cái này xuống. Sau đó chúng ta ấn phím X. Ấn phím X để cho phóng to lên. Đó. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy tôi thay đầu nhân vật này. Thay đầu thì các bạn vẽ ở bên cạnh để chúng ta áng chừng tỷ lệ. Đây, bây giờ tôi ví dụ tôi vẽ một cái thay đầu, tôi vẽ bằng chuột nhé, các bạn thông cảm. Đó. Ví dụ tôi vẽ một thằng bé đầu trọc chẳng hạn. Vẽ đầu trọc. Rồi đến phần đây nha các bạn, đây là ta học thôi chứ không phải là tôi làm đẹp. Các bạn thông cảm nhé, các bạn đừng nghĩ là chuyện là tôi làm đẹp mà chúng ta nghĩ là ta học. Đó. Đó.
có quả kính. Đấy, thằng đầu chọc nha. Bạn nhìn thấy nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho màu vào. Ta cho màu vào đây. Thì thằng đầu chọc này sẽ thay thế vào thằng đầu này. Và các bạn nhìn nhá. Các bạn có thể hiện cái thước ra được. Đấy. Hiện lưới, hiện những thứ thì bây giờ tôi chọn sâu thôi, tôi có thể áng chừng được xuống. Các bạn xóa cái đầu này đi, xóa đầu cũ đi nhá, xóa đầu cũ cho đầu mới vào. Bây giờ các bạn nhìn nhá, tôi đã thay bằng một anh đầu đầu chọc mới. Được chọn đây. Đấy, được chọn. Ok, quả kính rất là oai đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ nhấp vào, ta sẽ đưa cái đẩy này lên. Sau khi xong rồi tôi kéo cái đấy, tôi thu nhỏ cái phần lớp này lại đúng không? Bây giờ các bạn đổ vào camera nhé, vào nút này này, nó hiện ra đây này. Và tiếp theo là các bạn nhấp vào nút đây. Đấy, các bạn nhấp lại nút này thì nó sẽ trở về cho chúng ta phần anh chàng đầu chọc đây. Và bây giờ các bạn nhìn này, anh chàng đầu chọc và thay anh ban đầu ấy, ngon chưa? Rồi bây giờ các bạn muốn anh chàng này đi thêm nữa thì các bạn chọn này. Các bạn copy toàn bộ cái phần đây, từ đây giữ shift chọn khung cuối cùng. Các bạn vào copy, copy cell, xong các bạn đặt tiếp vào đây. Các bạn chọn control shift B, phím B ở phím B đấy. Đó, đầu chọc đi nhá. Đó, tôi cứ nối như thế vào. Thế là tôi được ngon lành G3 trong lấy thóc đúng không? Bây giờ các bạn nhìn nhá. Đấy. And then, ngon chưa? Đấy, tuyệt vời, anh đầu chọc đã được thay với anh đầu kia đúng không? Đấy, các bạn thay nhanh hơn. Nhanh, tôi đảm bảo là nhanh hơn ở trong phần mềm lấy thóc. Tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn muốn nó nói rất là tuyệt vời. Bây giờ các bạn muốn thu nhỏ anh này lại. Đấy, thu nhỏ thì các bạn thêm một cái pack nữa nhá. Mở CT lên. Rồi bây giờ thêm pack vào rồi thì tôi sẽ nhấp vào nút là thu nhỏ. Để anh ta đi trong thành phố. Đấy, được nhá. Rồi bây giờ các bạn cho to lên. Đấy. Rồi, bây giờ các bạn muốn đi đến đâu, chẳng hạn như là đi bộ đến đây chẳng hạn. Bạn đi bộ đến đấy, các bạn nhấp vào nút đỏ này nhá, xong các bạn kéo nó ra. Rồi bây giờ các bạn nhìn này. Đấy là chạy ra, tôi đi tôi kéo nhanh quá, bây giờ tôi kéo chậm thôi. Đấy, các bạn muốn cho anh ta đi đứng tại chỗ thì nó sẽ như này. And sướng chưa? Các bạn thay tuyệt vời đấy, tôi vừa thay cái đầu. Đấy, các bạn tương tự thay cho tôi chân tay, vân vân. Nha, xong đến đoạn cuối này, các bạn nhấp vào đây. Đấy, tôi add đây một keyframe nhá. Đấy, xong đến đoạn phần cuối này. Tôi add keyframe nữa. Vâng,
tôi di chuyển đầu này, di chuyển lên đây. Đã đến đây thì tôi copy keyframe này, copy, tôi thêm vào đây. Đấy. Còn chỗ này ta xóa nó đi. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhé, ngon chưa, tuyệt vời chưa? Đấy, đơn giản thế thôi. Rồi ok các bạn cứ làm cho tôi nhá. Nào bây giờ chúng ta nhìn lại. Rất là ngon à. Mịn nha, bước chân rất mịn và rất đẹp, đầy đủ hết, đảm bảo là hơn Clay Talk Animator nếu các bạn dùng cách này. Đấy. Đấy, 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 đấy. Ngon chưa à. Rất là ngon đúng không, chạy nhanh đấy. Rồi ok, vậy bài học hôm nay đến đây là hết, tôi tạm dừng ở đây, các bạn chú ý theo dõi các bài học tiếp theo, mong các bạn là đăng ký ủng hộ kênh cho tôi.